tiết lộ sự thật về bà Phạm Thị Yến, chùa Ba Vàng, cái chết oan trái của mẹ ruột. Kính chào quý vị đến với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, chùa Ba Vàng, cô Yến đang là hai từ khóa được chú ý nhất trên mạng xã hội sau loạt phóng sự phản ánh hoạt động thỉnh vong gọi hồn tại đây. Trong số những video được chia sẻ trên mạng, có nhiều clip ngắn quay cảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng, không kiểm soát, được cho là vong nhập khi chủ trì chùa Ba Vàng, thầy Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Bên cạnh đó còn có cái chết tức tưởi của mẹ ruột bà Phạm Thị Yến sau lần lên chùa Ba Vàng. Dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa, thế nhưng sức ảnh hưởng của bà Yến tới nhà chùa rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa. Vậy sự thật, bà Phạm Thị Yến là ai? Liệu có phải là cánh tay đắc lực của trụ trì Thích Trúc Thái Minh hay không? Mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay nhé! Sự thật về bà Phạm Thị Yến. Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Phạm Thị Yến sinh năm 1970, đã có một thời gian dài cư trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Trước khi tới chùa Ba Vàng, bà Nguyễn Thị Tám, 61 tuổi, một người hàng xóm cũ của bà Yến tiết lộ. Những ngày qua, khi theo dõi báo chí thì biết việc bà Yến hành nghề gọi vong chữa bệnh. Hơn 10 năm trước, dân làng đều nghe nói bà Yến phát hiện bệnh ung thư vòm họng. Bà đã cho rằng mình đang mang nghiệp nặng từ kiếp trước nên bỏ lên chùa Ba Vàng sống để giải nghiệp chữa bệnh. Từ năm đó, người làng ít gặp bà Yến. Trước những đồn đoán về nguyên nhân khiến bà Yến bỏ nhà lên chùa Ba Vàng sống để chữa bệnh ung thư vòm họng, chị gái ruột của bà Phạm Thị Yến đã khẳng định bà Yến không có khả năng hô mưa gọi gió, thỉnh vong hay chữa bệnh bằng tâm linh như các trang web rầm rộ đăng tải. Bà Thúy kể, mẹ của bà cũng chính là nạn nhân của trò cúng oan gia trái chủ này. Ngày còn khỏe, mẹ bà là người tin vào Phật Pháp, thường xuyên tu tập ăn chay. Khi bị tai biến mạch máu não, gia đình hết lòng chạy chữa, đưa cụ xuống Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương điều trị. Nhờ tích cực tập vật lý trị liệu, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tình hình của cụ tiến triển tốt, tập đi lại nhẹ nhàng. Sau đó không hiểu con gái, tức bà Yến dùng cách gì, khiến cụ mê muội tin vào việc cúng oan gia trái chủ. Cụ quyết định dừng điều trị thuốc, đóng tiền để giải nghiệp ở chùa Ba Vàng, khiến tình hình sức khỏe ngày càng trầm trọng. Một thời gian sau, cụ còn phát hiện thêm khối u ác tính trong ruột. Các con đưa cụ cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa bệnh. Cụ điều trị khoảng 20 ngày, bà Thúy có việc gấp nên nhờ bà Yến thay phiên chăm sóc vài hôm. Tuy nhiên, bà Yến đang cùng nhóm Phật tử đi du lịch xuyên Việt nên gọi thân tín trong đạo tràng của mình xuống chăm sóc mẹ. Lúc này, tình trạng mẹ bà khá yếu, huyết áp và tiểu đường liên tục tăng cao, thường xuyên phải có người túc trực trông nom, sử dụng thuốc để điều chỉnh huyết áp, lượng đường trong máu. Một hôm, đám người thân tín bí mật đưa mẹ trốn viện ở Hà Nội về chùa Ba Vàng với lý do hưởng phúc thọ nhân dịp bát quan trai giới, một phương pháp tu hành của Phật tử tại gia áp dụng trong một ngày một đêm trong 24 giờ. Chẳng ngờ đêm đó bà nằm một mình ở chùa Ba Vàng, huyết áp đột ngột lên cao nhưng không ai bên cạnh cho uống thuốc. Khi đưa về đến nhà, bà đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Cô Mai thân tín của bà Yến kêu, cụ khó qua khỏi, có lẽ chỉ chờ chết. Sau câu nói đó, tình trạng mẹ bà xấu hơn, huyết áp bà tăng vọt lên 240ml thủy ngân. Bà cấm khẩu rồi qua đời. Chứng kiến em gái ngày càng lún sâu vào chuyện mê tín, đau lòng hơn, chính sự cuồng tín đó là một phần gây nên cái chết của mẹ, nên bà Thúy nhiều lần khuyên nhủ em gái, nhưng bà Yến bỏ ngoài tai. Bà Thúy tâm sự, tôi nói với em gái, nếu thỉnh oan gia trái chủ, linh nghiệm, vậy tại sao mẹ làm lễ rồi vẫn mắc bệnh huyết áp, mắt bị mờ, mồ cũng không khỏi?
chưa kể còn bị ung thư. Bà Thúy nói tiếp, kể từ ngày đó, bà Yến gần như cắt đứt liên lạc với người thân. Vẫn lời bà Thúy, thời nhỏ bà Yến học giỏi, là người con hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống tình cảm với anh chị em ruột thịt. Ngày mới kết hôn, bà Yến có cuộc sống yên ấm bên người chồng hiền lành, đức độ, luôn yêu chiều vợ con. Từ ngày vướng vào sự nghiệp giải oan gia trái chủ, bà Yến hoàn toàn thay đổi tâm tính, lạnh nhạt với người thân. Người phụ nữ này cho biết, thời gian đầu bà cũng lên chùa Ba Vàng làm công quả, hỗ trợ nhà chùa vì cảm thấy rất thư thái, nhưng sau bà không đặt chân lên đó lần nào nữa. Bà chia sẻ, tôi bị đau bụng, sức khỏe giảm sút, nhóm đệ tử của Yến ngọt nhạt khuyên tôi thỉnh vong, tiêu trừ nghiệp chướng. Vong phán, số tiền tôi nợ tiền kiếp là 11 triệu 500 nghìn đồng. Tôi nói không có tiền, vong sẵn sàng hạ giá, đưa ra con số 700 nghìn đồng và cuối cùng là 500 nghìn đồng. Tôi cảnh giác cho rằng hành vi đòi tiền của vong có nhiều khuất tất nên từ chối nộp. Bà Thúy chậm rãi kể. Bà Thúy cũng cho biết ở Hồng Gai có nhiều người vì tin vào phép thỉnh vong của bà Yến. Một phụ nữ làm nghề kinh doanh gỗ ở Hà Nội bị cảm chạy vào trong dẫn đến hỏng thị lực. Chỉ lên Ba Vàng nghe giảng pháp bị dọa là nợ tiền kiếp nhiều. Nếu cúng số tiền 150 triệu đồng sẽ tiêu tan nghiệp chướng khỏi bệnh. Chị chuẩn bị mang tiền lên chùa thì vô tình gặp tôi. Tôi biết chuyện giải thích rõ với chị. Nghe tôi phân tích, người này từ bỏ luôn ý định mang tiền giải nghiệp. Sau này gặp lại, chị kể được bác sĩ tích cực sử dụng phác đồ phù hợp nên mắt chị bắt đầu nhìn được mờ mờ. Không chỉ chị gái mà ông Phan Văn Đàm, chồng cũ của bà Yến cũng khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Bà Yến không chỉ nói với hàng xóm mà còn tung tin khắp nơi việc mình bị bệnh nan y. Thời điểm còn chung sống, thấy bà Yến tuyên truyền chuyện hoang đường về tâm linh. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng bà ấy không nghe. Cuộc sống vì thế nảy sinh nhiều vấn đề. Hơn ai hết, tôi hiểu vợ cũ là người như thế nào. Từ ngày ly hôn, duyên nợ hết, tôi tự mình nuôi con nhỏ học đại học. Hai vợ chồng cũng cắt đứt liên lạc. Con trai lớn đã trưởng thành ra ở riêng. Sự quan tâm lớn nhất lúc này của tôi là con út. Chia sẻ thêm, phóng viên ông Đàm cho biết bà Yến chưa qua trường lớp đào tạo nào về tâm linh và ông cũng không hiểu được bà Yến gọi vong bằng cách nào. Khi còn chung sống với chồng cũ thì bà Yến chỉ làm nghề thợ may. Đặc biệt, trong những lần giao giảng trước nhiều người tại chùa Ba Vàng, bà Yến thường có những phát ngôn sốc và những câu chuyện hoang đường về nguồn gốc của mọi loại tai họa trong cuộc sống. Trong một đoạn video mang tên Bí ẩn đằng sau vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà, đăng tải trên trang YouTube, dư luận rất bức xúc khi bà Yến đã có những phát ngôn đánh giá xúc phạm vong linh người đã khuất. Trong video này, bà Yến đã nói rằng nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng gà khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy là sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình. Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, giết chết. Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội. Tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man. Tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác, bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy. Bên cạnh đó, trong một đoạn clip khác, bà Yến còn có những phát ngôn nhắc đến các anh hùng liệt sĩ với câu chuyện tiền kiếp, với sự hoang đường. Phát ngôn của bà Yến đã khiến dư luận rất bất bình và bức xúc. Không những thế, với danh xưng là Yến Bắt Ma, bà Phạm Thị Yến là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với chùa Ba Vàng trong một thời gian dài. Trên trang Facebook cá nhân của bà Yến luôn chia sẻ những bài thuyết giảng về vong báo oán cùng những phát ngôn gây sốc đối với chuyện ma quỷ nhập vong. Theo hình ảnh được clip ghi lại,
khi đang nghe giao giảng, Khánh Linh có biểu hiện bất thường đã được đưa đến gặp bà Phạm Thị Yến. Lúc này, cô Yến khẳng định Khánh Linh đã bị vong nhập, rồi bà nhanh chóng nói chuyện với vong linh này trước sự chứng kiến của nhiều người trong khóa tu. Bà Yến giải thích do 14 kiếp trước, Khánh Linh có nhà ở gần chùa, lâu ngày nảy sinh lòng tham, ý định lấn chiếm đất nhà chùa, nên đã cùng với một người phụ nữ khác thực hiện mưu đồ. Khánh Linh đã xúi dục vong linh là một người con gái rất đẹp, hàng ngày trang điểm và đến cổng chùa đàn hát, làm cho các vị sư trẻ trong chùa động tâm, dẫn đến đã làm trái luân thường đạo lý. Cho đến hôm nay, vong linh hữu duyên được trở lại và muốn sám hối trước ba ngôi tam bảo, nên đã mượn thân xác Khánh Linh để thực hiện. Đoạn video này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, đặc biệt sau sự việc bà Phạm Thị Yến bị cơ quan công an triệu tập đến làm rõ dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng. Trên mạng xã hội, người cho rằng những cô gái trong hình đã lừa đảo, nhận tiền để đóng kịch. Có bình luận còn cho rằng Linh nhận được 300.000 đồng để diễn kịch, khi mới xem clip đã khiến mọi người thấy rất nghi ngờ. Sau sự việc bà Phạm Thị Yến có dấu hiệu trục lợi thì lại càng chứng tỏ những người này câu kết dùng chiêu trò để lừa gạt. Sự thật rùng rợn của luyện âm binh và quả báo kinh hoàng. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rất rõ nét mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại. Ông nội tôi tên Hương, ông có một người bạn thân lâu năm tên là Lý. Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn, hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực. Thế nên gần xa ai ai cũng quý mến ông Lý. Chẳng hiểu thế nào người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy ông Lý 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành cho ông đau đớn lê lết, rên rỉ hết ngày này qua tháng khác. Thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau 3 tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Có người thấy ông Lý sống tốt như thế, lại chẳng có lấy một cái chết yên lành, thì ngửa mặt lên trời mà trách than. Còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài, vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành. Chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng, ông cùng với ông Lý, khi ấy là một chàng trai lanh lợi, tràn trề sức sống. Hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian dài đào vàng vất vả ở trên đó cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng, lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm. Hôm đó khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi. Trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hoa. Không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng tối hôm đó, ông Lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông Hoa, người dân tộc Mông ấy. Đó là một căn nhà khang trang. Vào bên trong, gặp ông lão người Mông, thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết, ông Hoa, lão người Mông đó là thầy phù thủy thờ âm binh. Khi gặp Lý, thấy tướng của Lý hợp căn với mình, nên ông Hoa muốn truyền nghề lại. Một là để không bị thất truyền, hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Thấy Lý hiền lành, có thiên phú dị bẩm, nên ông Hoa quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết. Và từ đó, Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh. Những tháng ngày khó quên trong cuộc đời Lý. Nói đến âm binh, có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút. Đó là những hồn ma chưa được đầu thai,
song không được ai thờ cúng, vất vưởng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hoang đến thôn ấp thị thành. Vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm, người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ. Hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép. Thông thường, các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những vong linh rất cang cường, hung dữ. Và từ đó, chúng trở thành âm binh phục từng mệnh lệnh của thầy pháp. Nhưng nhiều khi, chúng cũng sẽ phản lại thầy. Khi không được cho ăn đầy đủ, khi thực hiện không đúng quy cách, hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực. Cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi, rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh vật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì đến điều khiển nữa. Ông Hoa dạy lý, tối nào cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra, Lý chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng Lý cũng rất cố gắng để vượt qua, tối nào cũng kiên trì đánh vật với cây nến. Sau khoảng 2 tháng thì thành công, đó là khi Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, Lý xách một xô nước đi tới bãi Tha Ma, cách lán ở khoảng 2 km. Khi tới nơi đổ nước xuống đất rồi nằm lên trên, trước 5 giờ sáng thì trở về, đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì đó rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên, Lý xách xô nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống và nằm lên. Một mình giữa bãi Tha Ma tối tăm, Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Tại sao âm khí làm cho người ta sợ hãi? Cả đêm đó sợ không ngủ được, vài đêm sau thì Lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, Lý có thể nằm ngủ ngon lành cho tới trước 5 giờ sáng, rồi thức dậy ra về. Chẳng mấy chốc, Lý đã ngủ ở bãi Tha Ma 99 đêm thành công. Tới đêm cuối cùng, Lý có một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó luôn đi phía sau mình, mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát, Lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đan xen. Lý mở mắt bật dậy, con ngươi muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Trước mắt Lý là những cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì là những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn, kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kỳ dị ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn, thoát ẩn, thoát hiện trước mắt Lý. Đó chính là lúc thành công giai đoạn 2, nằm 100 đêm trên nước ở bãi Tha Ma, âm khí đã ngấm sâu vào người Lý và Lý trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma bước vào thế giới của ma quỷ. Bước thứ 3 đó là triệu hồi các hồn ma về, luyện chú thuật để điều khiển chúng. Lý được ông Hoa dẫn vào trong căn phòng thờ âm binh, ngước mắt nhìn quanh, thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người. Ông Hoa nói, xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết, bên dưới là một bát hương to. Lý rót 3 chén rượu, lấy dao chích đầu ngón tay, lấy 3 giọt máu nhỏ vào, rồi thắp một nén hương, thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối một nén hương. Khi nào thắp đủ 100 nén thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể sai đi làm việc được.
đủ 100 ngày triệu hồi âm binh, rồi được ông Hoa chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết, phù chú, vẽ bùa. Lý tiến bộ rất nhanh, chẳng phụ công thầy dạy dỗ. Sau rất nhiều vất vả, Lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy, có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh. Quan điểm của Phật giáo về các bùa chú, bùa ngải, đặc biệt về bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông. Có một điều quan trọng mà ông Hoa nhắc đi nhắc lại, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Như vậy, chúng sẽ ghim hận tìm tới thầy và trả thù. Và khi gọi chúng về, phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn, không thì chúng đói sẽ phản lại thầy. Phải đặc biệt chú ý điều này, không được quên. Khi mới vào nghề, Lý khởi nghiệp bằng cách gọi những vong hồn mới chết về để người thân hỏi chuyện. Có ai thuê, Lý bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương và viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho âm binh đi tìm vong hồn ấy và kéo về, trả lời những câu hỏi của người nhà. Cứ thế, mọi thắc mắc của những người thuê Lý đều được trả lời thỏa đáng, mọi người truyền tai nhau. Và dần dần, Lý cũng được nhiều người biết đến. Rồi ngày càng đông người tìm tới Lý nhờ gọi hồn hơn. Có những người có thân nhân bị chết không thấy xác, tìm tới Lý nhờ giúp đỡ. Theo lời Lý dặn trong giấy, quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể. Từ đó về sau, danh tiếng của Lý càng nổi. Sự nghiệp tiến triển, Lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn. Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ, mỗi khi có người thuê, và đoàn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, Lý gõ 3 hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân. Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ 3 năm, Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông Hoa, sư phụ của Lý, phải mất 5 đến 7 năm mới làm nổi, danh tiếng nổi như cồn. Lúc này, Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời căn dặn của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh. Lúc còn học nghệ, ông Hoa đã dặn đi dặn lại, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người, vì ắt sẽ gặp quả báo. Thầy Pháp có cao tay ấn đến mức nào, đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mỏng mà thôi. Lý đã phớt lờ đi những lời dặn của sư phụ, đồng tiền đã che tai bịt mắt Lý lại. Cứ thế, càng ngày Lý càng dấn sâu hơn vào những phi vụ đen tối, đem âm binh đi hại người. Lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này. Không ít những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ Lý triệt hạ các đối thủ cản bước làm ăn của chúng, và Lý đều nhận lời. Lý chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những lán trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lệnh cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường xô cho ngã xuống núi, dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật và không sức làm gì được mà thôi. Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của ông Hoa. Ông không kìm nén được tức giận, lập tức đến gặp Lý. Ông Hoa mắng mỏ hắn một trận, hắn vẫn lễ phép vâng dạ với thầy. Hắn nói là hắn không dùng âm binh giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hoa thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền. Ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng, không khuyên ngăn được Lý.
Ông đành thở dài mà ra về. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử mình dấn sâu thêm vào vực thẳm tội lỗi, ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa. Nếu ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác, nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của Lý. Mục đích là chặn Lý lại, buộc hắn phải dừng tay tạo ác, và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra. Vì Lý không biết trước, nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập đến, bao vây tứ phía, rồi ào ào xông tới quyết chiến, âm binh của Lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ. Lớp bị chém, bị đâm xối xả, lớp gục xuống gào thét đau đớn. Đêm hôm đó, trong làn gió, mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Trẻ con đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bặt lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thương vong rất nhiều. 5 giờ sáng, khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá hỏa sực nhớ ra rằng mình đã quên không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi, đói khát cồn cào. Đã vậy về nhà lại không được cho ăn. Đám âm binh đùng đùng nổi giận, bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu Lý. Chỉ chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến Lý không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào, chỉ thấy Lý nằm vật trên sàn, mắt nhắm, miệng ú ớ mãi mới nói được một câu. Tìm ông Hoa, rồi lăn ra bất tỉnh. Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông Hoa để cầu cứu, nhưng ông lão từ chối. Ông nói Lý đáng bị như vậy, gieo nhân nào gặp quả nấy, có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu Lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ. Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết, ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông Hoa khẩn cầu ông ra tay cứu Lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông Hoa. Không là không. Thực ra, ông Hoa có một nỗi khổ giấu kín trong lòng, chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng giằng co dữ dội. Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho đến khi ông Hoa nhận lời. Cuối cùng, ông Hoa cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi tới nhà của Lý. Tới nơi, ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Còn ông Hoa thì thấy rất nhiều âm binh, mặt mày hung tợn còn đang bao vây quanh đó, chưa chịu buông tha cho Lý. Ông Hoa đứng yên lặng một lát quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi, rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nếu không ra tay sớm, không chỉ Lý sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu họa về sau. Vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát, chẳng ai điều khiển được chúng nữa. Để càng lâu, chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về, biến thành một âm xào quỷ huyệt, tác quái gây hại cho dân. Khổ nỗi, ông Hoa đã già, lại đã giải nghệ, không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó. Không còn cách nào khác, ông Hoa phải lặn lội mời tới sư huynh của mình. Thuở xưa, cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Hoàng, nể tình đồng môn huynh đệ cũng vì muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu họa mai sau. Ông Hoàng nhận lời. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu, ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông Hoa. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông Hoàng nói, đó là nghiệp của hắn, đã gây ra ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu.
nếu muốn cứu hắn, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng trở thành phế nhân. Dù biết điều đó, nhưng ông Hoa vẫn muốn cứu Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa Lý vào nghề, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông Hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì việc này, ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông Hoa một quyển sách đã ngả màu, cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển Bí kiếp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kiếp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử, thế nên chỉ ông Hoàng mới có. Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách, không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào. Ông Hoàng đành phá lệ giao bí kiếp cho sư đệ mình. Dặn sư đệ bảo trọng rồi quay lưng bước đi. Ông Hoa thở dài, tay lật từng trang sách, mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kiếp, ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn, nhốt đám âm binh ấy lại. Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư phải tổn hao rất nhiều pháp lực để triển khai. Mà ông Hoa thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian, pháp lực sút giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liều cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử mình thoát khỏi nguy kịch. Ông Hoa gọi tôi đến để phụ ông, chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu nửa mét. Lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người, chiếu theo 8 vị trí của bát quái, đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét. Ông Hoa làm phép gì đó, yểm vào 8 cái cọc. Ông tôi xem không hiểu. Tiếp đến, ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất, nối 8 cái cọc đó với nhau, thành hình bát quái. Rồi lại tìm hai con mèo một đen một trắng đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt. Ông Hoa đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn, dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, ông Hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái, cùng với một bát hương thật to. Ông Hoa đốt đúng 100 nén hương cắm vào đó. Ông Hoa giải thích, để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn, cần bày một lễ cúng. Chúng lâu ngày đang đói cồn cào, ta đem đồ ăn thức uống bày ra mời chúng. Thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận. Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận, đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông Hoa đã thành người nửa âm nửa dương. Dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên, sau trận này, ông Hoa sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp. Thế giới cõi âm nhìn từ giáo lý đạo Phật. Giờ tí, đúng nửa đêm, ông Hoa rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn nghèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết ngay đó là vẽ bùa. Còn cụ thể là bùa gì thì trời biết, đất biết, ông Hoa biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông Hoa ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng dâm dâm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che kín ánh trăng vàng vặc của đêm rằm tháng 7. Bầu trời phút chốc đã chuyển sang tăm tối mù mịt. Những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái.
cát bụi bị thổi tung mù mịt, những ngọn cây nghiêng ngả như muốn văng khỏi mặt đất. Ông Hoa thì thầm vào tai ông tôi, nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén. Hai người tiếp tục nằm án binh bất động, đợi một lúc cho chúng đến đông đủ. Bất chợt, ông Hoa vùng đứng dậy, vụt đến chỗ trận pháp, lẹ làng như một cơn gió. Ông rút ra một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong tám cây cọc, kích hoạt trận đồ bát quái. Đám âm binh thấy động, lập tức ào ào xông đến tấn công ông Hoa. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một mãnh lực khủng khiếp đánh văng chúng trở lại. Đau đớn, chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông Hoa gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị vây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này đến lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực, cố xông ra khỏi kết giới hình bát giác. Nhưng vô ích, mỗi lần chạm vào kết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hoa là thấy, ông tôi chỉ là sau này được ông Hoa kể lại. Ở bên ngoài, ông Hoa bộ pháp nhanh thoăn thoắt, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc, xong rồi đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh ma chơi giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông Hoa khuỵ xuống, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi vội lao đến đỡ ông dậy, chỉ thấy gương mặt ông Hoa tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả, dương khí trong ông đã tiêu hao hết. Ông tôi cõng ông Hoa về nhà nghỉ ngơi, rồi theo lời dặn của ông Hoa, ông tôi quay lại chỗ trận đồ bát quái, đóng tất cả tám cọc ghim sâu xuống, rồi lấy đất lấp bằng cái hố bát giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông Hoa, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, tái máy rút một cái cọc lên, lập tức trận pháp sẽ sụp đổ, đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào ào xông ra. Bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết, chúng sẽ điên cuồng tấn công, ám hại dân quanh vùng, hậu quả khôn lường. Về đến nhà, ông Hoa lại đưa cho ông tôi một lá bùa, dặn đem đốt, rồi lấy cho, hòa vào chén rượu, đem cho Lý uống. Quả nhiên, Lý uống xong, chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại, có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe không còn được một nửa như trước. Lý cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu, còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt Lý rưng rưng lệ, lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thấy Lý tới, ông Hoa chậm rãi ngồi dậy, khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn, rồi ông thong thả khuyên Lý vài câu. Đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện, siêng năng tạo phước thật nhiều, mới có thể hóa giải phần nào những nghiệp chướng lúc trước đã tạo. Có thế mới mong sống yên ổn được. Sâu trong lòng, Lý đã thực sự hối hận. Lý hứa sẽ làm đúng như lời ông Hoa căn dặn, và đó là những lời nói thật lòng. Nhìn gương mặt thầy mình hốc hác, già đi đến cả chục tuổi, chỉ trong một đoạn ngắn thời gian, bằng con mắt của một thầy phù thủy, Lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy guộc ấy. Ông Hoa chẳng còn sống được bao lâu, những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử. Ông Hoa tiếp lời. Thôi, con đừng buồn nữa, con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng. 3 tháng sau, ông Hoa mất. Lý, ông nội tôi cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ tiễn đưa ông Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tâm can những người có mặt. Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc mơ của Lý luôn văng vẳng những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh. Vì có một mối liên thông giữa chúng với Lý
nên dù không thoát khỏi trận pháp, chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của Lý, đòi Lý thả chúng ra, không thì cũng giày vò tâm can Lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm. Đêm nào cũng vậy, khiến Lý cực kỳ bất an. Cuối cùng, Lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất Lai Châu ấy, lên đường trở về quê nhà. Lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm thật nhiều việc thiện. Ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay, mà không nhờ Lý cũng giúp, chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả. Thế nên, làng xóm ai cũng thương, cũng quý, mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau. Cho đến những ngày cuối đời, bệnh tật hành hạ ông Lý liệt giường chiếu. Người đời cho rằng trời bất công, còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Ông biết luật nhân quả một ly cũng không có sai, chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi. Kể tới đây, đôi mắt ông nội tôi đỏ ngầu, rưng rưng lệ. Ông quay sang nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: "Cháu à, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác. Thay vì thế, hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể." Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, luôn dẫn bước soi lối cho tôi trên những nẻo đường đời. Và tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu bạn thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của các bạn để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.